Có màn trào sân từ tháng 5 năm nay, Hyundai Santa Cruz 2022 nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Mẫu tích cấp này được phát triển dựa trên nền tảng của người anh em Tucson nên không khó để nhận ra phong cách thiết kế mềm mại, ngập tràn option của chiếc xe này. Ở thị trường Mỹ, những chiếc Hyundai Santa Cruz 2022 đã bắt đầu đến tay khách hàng với có 3 phiên bản SE, SL và Premium. Giá xe Hyundai Santa Cruz được công bố dao động từ 550 đến 820 triệu. Đây là mức giá tương đối cao với một chiếc bán tải ở Mỹ, nơi vốn có giá thành ô tô dễ chịu hàng đầu thế giới. Mới đây, một người đã có dịp trải nghiệm, đánh giá thực tế Hyundai Santa Cruz 2022 bản cao cấp nhất. Với những trang bị tiện nghi ngập tràn, Santa Cruz 2022 vượt trội hơn hẳn các đối thủ cùng phân khúc và với thiết kế mềm mại, mẫu xe này hướng đến việc trải nghiệm xe theo phong cách nhẹ nhàng chứ không đơn giản bán tải là phải chờ hàng. Ở phần đầu xe, Người dùng gần như không nhận ra đâu là sự khác biệt của Santa Cruz và Tucson bởi thiết kế giống nhau hoàn toàn. Ấn tượng nhất phải kể đến lưới tản nhiệt với những hình khối được xếp tầng rất hiện đại. Hai bên là đèn định vị ban ngày với bốn bóng LED, khi đèn này không sáng nó giống hệt những vân lưới tản nhiệt rất khó phân biệt. Trong khi đó, hệ thống đèn PhaCos đã được di chuyển xuống dưới tạo thành hốc gió hai bên hoàn toàn mới. Đây là thiết kế đã ứng dụng trên Santa Fe nhưng giờ đây đã bị loại bỏ và Hyundai lại áp dụng trên mẫu bán tải mới của mình và Tucson. Cản trước để bóng bẩy với lớp phủ kim loại rất mới lạ, trung tâm là hệ thống radar trong gói công nghệ an toàn cũng là điểm nhấn của chiếc pick-up này. Tạo hình tam giác với những đường gân nổi là phong cách mà Santa Cruz 2022 được giữ nguyên giống Tucson nhằm tạo hiệu ứng thị giác sang trọng cho mẫu xe mới này. Với phiên bản cao cấp nhất xe được trang bị bộ la răng hợp kim 5 chấu kép dạng phay bóng cùng kích thước lên đến 20 in lớn nhất phân khúc hiện nay. Nhằm gia tăng sự êm ái, lốp Michelin cũng được kết hợp, vòm bánh xe ốp nhựa cứng tạo nên vẻ khỏe khoắn cho xe. Bước ra phần đuôi, người này ấn tượng hơn cả bởi thiết kế đã theo phong cách riêng không còn bê nguyên tức tu san. Cụ thể, cặp đèn hậu LED tạo hình chữ T là điểm nhấn ở đây và dòng chữ tên xe Santa Cruz in chìm cũng giúp xe có sự khác biệt, hiện đại hơn so với các đối thủ cùng phân khúc. So với Ranger, thùng xe Santa Cruz 2022 nhỏ hơn, nhưng không quá nhiều. Ở dưới thùng xe còn được bổ sung thêm ngăn chứa đó là điểm khác biệt của mẫu bán tải đến từ Hyundai. Vào đến khoang cabin, sự trùng lập về thiết kế giữa Santa Cruz và Tucson là điều dễ dàng nhận ra trong gần như mọi chi tiết. Cũng chính vì thế mà Santa Cruz 2022 được trang bị rất nhiều tiện ích hơn hẳn các mẫu bán tải khác trên thị trường. Với nhiều người, táp lô sẽ là điểm nhấn với tạo hình cánh cung giúp nội thất của Santa Cruz như được mở rộng. Màn hình giải trí của xe là loại 10 inch gắn liền trên mặt phẳng với hệ thống điều hòa. Dĩ nhiên, màn hình này có hỗ trợ kết nối điện thoại qua Apple CarPlay và Android Auto. Hyundai Santa Cruz 2022 là chiếc bán tải duy nhất hiện nay có phanh tay điện tử, cùng với đó là nhiều tiện ích khác như điều hòa hai vùng độc lập, cổng sạc 12V, cổng sạc USB, các ngăn chứa đồ quanh xe. Vô lăng xe dạng 4 chấu mới bọc ra kết hợp chi tiết Chrome với bạt ngàn phím bấm chức năng của gói công nghệ an toàn. Màn hình kỹ thuật số sau vô lăng cũng cho thấy Santa Cruz đang vượt trội hơn các đối thủ với khả năng hiển thị đa dạng, các chế độ lái khác nhau sẽ mang đến màu sắc thay đổi. Ghế ngồi được bọc ra cao cấp, ghế lái chỉnh điện. Tuy nhiên, cũng giống như nhiều đối thủ, hàng ghế sau không thể ngả vẫn là nhược điểm lớn khi chạy đường dài. Có điều, cải tiến của mẫu xe này là đệm ghế có thể gập lên để mang đến khả năng chứa đồ tốt hơn. Hyundai Santa Cruz 2022 được trang bị động cơ dung tích 2.5 lít, 4 xi lanh nạp khí tự nhiên kết nối với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Về trải nghiệm vận hành, gần như không có sự khác biệt giữa Santa Cruz và Tucson. Việc điều khiển xe trong nội đô vô cùng nhẹ nhàng với hệ thống vô lăng trợ lực điện. Ở đây, những công nghệ an toàn như hỗ trợ phanh tự động, cảnh báo va chạm sẽ giúp người lái cảm thấy yên tâm hơn. Nhìn chung, Hyundai Santa Cruz 2022 là chiếc bán tải mang trong mình thiết kế nhẹ nhàng, mềm mại, nhiều công nghệ an toàn và tiện nghi nhất trong phân khúc hiện nay. Mẫu xe này sẽ có xu hướng dành cho khách hàng thích dạo phố bằng bán tải hơn là một chiếc xe chỉ chuyên chở hàng. Xe cộ, xxxx.